Phân bón hỗ trợ cây trồng là những loại phân bón được sử dụng để cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cây, giúp chúng phát triển khỏe mạnh và tăng năng suất. Hãy dùng ngay phân bón siêu to củ với thành phần dinh dưỡng độc đáo. Sản phẩm này không chỉ giúp cây phát triển mạnh mẽ mà còn hỗ trợ giúp cây chuyển hóa năng lượng một cách hiệu quả, tăng cường dinh dưỡng cho bộ rễ và củ, ức chế sự phát triển của lá, giúp cây tập trung dinh dưỡng vào củ, từ đó tạo ra những củ lớn và đẹp. Sản phẩm giúp củ phát triển khỏe mạnh, giảm thiểu các vấn đề như nứt, sượt hay sần sùi, đảm bảo chất lượng củ. Pha 300ml với 25 lít nước hoặc một chai 500ml cho 400 lít nước. Bà con nào muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038. Hoặc mình cũng có thể truy cập theo website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về sản phẩm nhé bà con.